Đây, hey, loại phân này mà sau khi phối trộn xong mà đem đi bón cho cây cà phê thì cực kỳ đẹp luôn Cây đủ chất phát triển cực mạnh luôn Rồi, chào mọi người đã đến với video của mình trong ngày hôm nay Hôm nay mình cũng xin chia sẻ một đoạn video nói về cái vấn đề mà chúng ta sẽ phối trộn loại phân gì Để bón cho cây cà phê chúng ta đợt đầu tiên vào giai đoạn đầu mùa mưa Vậy thì đối với những cây cà phê mà chúng ta trồng từ hồi tháng 4, tháng 5 tháng 6 của năm 2022 á, đến thời điểm bây giờ là à, cũng bị chuẩn bị và bước vào tròn một năm rồi đây Thế thì cái đợt đầu tiên chúng ta sẽ bón phân gì để cây cà phê chúng ta có bộ rễ khỏe và cây cà phê chúng ta phát triển một cách nhanh nhất thì hôm nay mình cũng xin chia, chia sẻ về cái vấn đề đó thì thành phần mà mình để trộn phân để bón cho đợt đầu tiên cho cây cà phê đầu mùa mưa thì gồm có những thành phần như sau thứ nhất đó là đây đây là DAP này mọi người này đây là DAB DAB Của thằng Nga nhập khẩu đây mọi người này Thằng này thì um, giá thành nó khá là cao Như vậy là một tạ thì mình mua ở ngoài là có giá là 2 ,4 triệu tư một tạ này nhá mọi người nhá Trong đó có đạm là 18 này Lân hữu hiệu là 46 này Đó Hạt của nó thì cũng lên đen thôi Đây là lân đây DLB đây mọi người này DAB dạng phi á Và đây loại tốt rồi nhá mọi người nhá Của Nga đây Nga nhập, nhập khẩu từ Nga đây À, đây là DAB như vậy thành phần đầu tiên để mình phối trộn trong đợt một này là gồm có DAB này thứ hai là NPK Phú Mỹ đây NPK Phú mỹ Mỹ 1688 Ok Tại sao mình lại dùng thêm cái này Bởi vì các bạn thấy này Ở trong DAB á, thì nó đã có 18 đảm và 46 sáu lần rồi Nhưng nó thiếu mất Đó là thiếu mất cái này này mọi người này Thiếu kali đó, thiếu kali nhá mọi người nhá. Và ở trong này nữa thì đặc biệt nữa là để để cho cây cà phê chúng ta phát triển đó, thì chúng ta phải có một ít thêm SA vào nữa mọi người ạ. Này. Nhưng mà chưa có SA nhá mọi người nhá. Nó chỉ trong thành phần này nó chỉ bổ sung thêm nó là kali thôi. Do đó chúng ta cần phải bổ sung thêm cho mình nữa một ít nữa nó là SA nữa mọi người Đây. Đây là phần SA này mọi người này. Chúng ta phối trộn thêm SA nữa nhá. Rồi. Tiếp thành phần tiếp theo đó là trung vi lượng combi đây cái này rất là hay nha mọi người này có đầy đủ các loại chất luôn đây bo lưu huỳnh này canxi này đó mà Nhiê này rồi đồng này kẽm này đó axit đó nói chung là cái này là rất là đầy đủ các loại chất luôn dinh dưỡng luôn rồi phân trung vi lượng này nó có đặc điểm rất là hay nó là giúp cho bộ rễ cây cà phê chúng ta phát triển rất là nhanh cung cấp đầy đủ các chất trung vi lượng để chống hiện tượng là vàng lá thối rễ quan đọt bạc lá như vậy là chúng ta phối hợp thì cái này cái này là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng nhé bà con nhé cái này bón cho cà phê con thì chúng ta không bao giờ được thiếu những thành phần như thế này đó. nếu thiếu thì cây cà phê chúng ta sẽ kém phát triển vàng lá thun đọt không phát triển được và thành phần phối trộn tiếp theo hôm nay đó là đầu mùa mưa thì các bạn thấy là cây cà phê chúng ta hay bị bệnh vàng lá thối rễ nguyên nhân là do bị tuyến trùng rễ tấn công nhé sau đó chúng ta mua thêm cái sản phẩm là chuyên trị tuyến trùng rễ này nữa này mọi người này để chúng ta bón cho cây cà phê vào giai đoạn đầu mùa mưa luôn vậy thì cách phối trộn chúng ta sẽ làm như sau ví dụ mình nói là về để phối trộn cho bón cho 100 cây cà phê nhé mọi người nhé 100 cây cà phê thì mình sẽ phối trộn như sau cây cà nếu mà cây cà phê chúng ta mà đến đầu mùa mưa này là đủ một năm tuổi thì chúng ta sẽ làm như sau này DAB này này chúng ta sẽ lấy 3 kg DAB cộng với 3 kg này 3 kg nPk phú Mỹ. đó mọi người nhé NPk phú mị này này cái loại mà 1688 đấy 8 đó vì cái này nó có 8 kali này có Kali ở trong này để giúp cây cà phê chúng ta cứng cáp này tránh độ ngạ này rồi tiếp là chúng ta lấy 3 kg này nhá mọi người nhá rồi tiếp tục vi lượng combi đầy đủ chất luôn cái này thì chúng ta lấy 2 kg nha mọi người nhé và SA SA này chúng ta cũng lấy 2 kg luôn để chúng ta phối trộn lại còn riêng cái thằng thằng thuốc sâu này này trên tỷ tuyến trùng rề này này mọi người này thì chúng ta sẽ sử dụng cho một gói 1 một kg này cho 100 cây nhá mọi người nhá rồi sau khi <laughs> chúng ta lấy các phần hình như trên thì chúng ta bỏ vào một cái thao đó, chúng ta phối trộn lại sau khi mình phối trộn lại thì nó có được sản phẩm như này đây mọi người này đó. như vậy là để có bón cho được 100 cây cà phê đủ một năm tuổi thì mình sẽ sử dụng là 3 ký DAB này. Rồi 3 ký NBK Phú Mỹ này. 2 ký trung vi lượng combi. 2 ký SA và 2 ký và 1 ký một cái gói gói này này. Gói thuốc sâu này này, chuyên tìm với thùng đề này và mình <laughs> trộn đều với nhau và mình bón cho cây cà phê thôi. Đó, khi chúng ta trộn như này chúng ta bón cây cà phê thì đảm bảo rằng cây cà phê chúng ta sẽ đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cho cây cà phê chúng ta có bộ rễ khỏe và phát triển một cách nhanh nhất. Đó mọi người đây, sau khi mình trộn nó như thế này đây mọi người này. Đấy. Chúng ta đừng có bỏ riêng lẻ mỗi, mỗi mũ, DAB hoặc là NPK không mà chúng ta nên cố gắng làm sao đó chúng ta trộn như như mình như này trong video này này. Thì chắc chắn rằng là khi chúng ta bón cho cây cà phê thì cây cà phê chúng ta phát triển cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta bón thì cố gắng làm sao đó chúng ta bón hai à, 20 25 ngày là chúng ta bón cho nó một lần thôi. Đối với cây cà phê 1 năm tuổi thì chúng ta chỉ cần bón cho cây một cây khoảng một nắm này được rồi mọi người này. Đó, một nắm này thôi ta tung đều ra chúng ta cố gắng làm si chúng ta bón liên tục cho nó thì cây cà phê chúng ta sẽ rất là phát triển nhé mọi người nhé rồi mình đợt đầu thì mình chỉ bón như thế thôi còn đối với đợt thứ hai thì mình sẽ thay đổi một chút xíu mọi người cố gắng đăng ký kênh uh, cho mình một like để mình uh, sẽ ra tiếp cái video tiếp theo để bón đợt hai chúng ta bỏ như thế nào nữa Đó khác với đợt một một chút xíu thôi mọi người nhé chúng ta theo dõi để chúng ta chăm sóc cây cà phê chúng ta cách tốt hơn rồi cảm ơn mọi người đã xem video